buôn người là một vấn nạn nhức nhối trong những năm gần đây. Tôi vì tiền nông không có đất cát nhà cửa không, tôi có đưa con đẻ tôi qua biên giới để bán cho, đưa cho người Trung Quốc, ở Trung Quốc cho tiền. Năm 2018, các đơn vị bộ đội biên phòng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 64 vụ với 38 đối tượng và 120 nạn nhân, trong đó có 16 nạn nhân dưới 16 tuổi. Năm 2019, bắt giữ và xử lý 41 vụ với 35 đối tượng, giải cứu và phối hợp giải cứu tự trở về 89 nạn nhân, trong đó có 5 nạn nhân là trẻ sơ sinh từ 7 đến 30 ngày tuổi. Đây là minh chứng cho thấy việc mua bán người trong thời gian qua diễn biến ngày càng phức tạp, gióng lên hồi chuông báo động tại các cửa khẩu, các vùng có đường biên giới mà các đối tượng thường xuyên tổ chức đưa người vượt biên trái pháp luật. Tình trạng này tập trung chủ yếu tại khu vực cửa khẩu các tỉnh phía Bắc, nơi tiếp giáp với Trung Quốc, là địa bàn hoạt động của các đối tượng mua bán người như Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La. Trong đó, đặc biệt Lạng Sơn được biết đến là vùng đất của những cửa khẩu với hơn 231 km đường biên giới, gồm hai cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu ga đường sắt Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị và một cửa khẩu quốc gia Chi Ma, huyện Lộc Bình và 9 cửa khẩu phụ sang Trung Quốc. Những năm gần đây, được sự quan tâm của cả hai nước nhằm phát triển kinh tế cửa khẩu, khu vực biên giới Lạng Sơn đã được đầu tư xây dựng tại các cửa khẩu lớn để phát triển thương mại dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế. Lượng hàng hóa vận chuyển qua đây là rất lớn. Vì vậy, hoạt động vận chuyển hàng hóa, các xe có trọng tải lớn chờ thông quan diễn ra tấp nập. Người lao động qua lại cửa khẩu để tìm kiếm việc làm là đặc trưng và diễn ra hàng ngày. Ngoài những mặt tích cực về phát triển kinh tế, thì tại nơi đây luôn tiềm ẩn nhiều các hoạt động buôn lậu phi pháp, các tệ nạn xã hội phức tạp và là nơi các đối tượng tội phạm nói chung mà đặc biệt là tội phạm mua bán người chọn làm nơi trung chuyển các nạn nhân. Đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chúng tôi được biết rằng với diễn biến tình hình thực tế, biên phòng Lạng Sơn đã áp dụng nhiều các biện pháp nhằm ngăn chặn loại hình tội phạm nói chung, trong đó có mua bán người. Tại khu vực xuất nhập cảnh, tại cửa khẩu, luôn được các đơn vị chức năng kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Áp dụng kỹ thuật công nghệ cao được tăng cường với hệ thống camera giám sát tại nhiều khu vực nhằm dễ dàng quan sát để có thể nắm bắt tình hình, tránh để lọt các đối tượng. Đã vào cái trường hợp kia đeo ba lô mặc áo màu đen, đề nghị đồng chí kiểm tra rõ về nhân thân đối tượng này có dấu hiệu nghi ngờ. Hãy
Các anh ơi, cái hệ thống camera này thì có từ lâu chưa ạ? Hệ thống camera 36 mắt này là được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đầu tư trang bị cho cửa khẩu Hữu Nghị từ năm 2017. Hệ thống camera giám sát này đã giúp rất nhiều lợi ích cho lực lượng biên phòng trong công tác kiểm tra, giám sát, điều hành công tác xuất cảnh từ cửa khẩu. Trong đó quan trọng nhất, những khi có thông báo của cấp trên về những trường hợp nghi vấn hoặc qua cái công tác điều tra nghiệp vụ cơ bản, chúng tôi đã nhờ cái công nghệ camera này, chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn, phát hiện các trường hợp chưa được xuất cảnh hoặc có lệnh truy nã theo thông báo của cấp trên. Thường có nhiều vụ nghi vấn như thế không anh? Từ khi có hệ thống camera, chúng tôi đã phát hiện tương đối nhiều trường hợp. Nó khác với ngày xưa như thế nào khi mà chưa có camera ấy? Khác ngày xưa là thế này, thì khi chưa có camera thì cái thứ nhất, bởi vì cái tòa nhà này nó đặc thù là hai luồng xuất nhập độc lập khác nhau. Cái khu vực làm thủ tục thì nó chỉ có hạn. Có những thời điểm lưu lượng khách nó tăng đột biến thì chúng tôi có thể điều hành từ bên nhập sang bên xuất, hỗ trợ nhau để làm công tác thủ tục giải phóng lưu thông cửa khẩu. Vâng ạ. Hộ chiếu đâu nhỉ? Em không có hộ chiếu đâu em bé. Nó đi theo hộ chiếu. Em bé đi theo. Nó có kèm. À có kèm theo giấy khai sinh của em. Em không có hộ chiếu à? Không. Không có. Thì hộ chiếu là cháu chưa có đúng không? Vâng. Bây giờ theo quy định ấy, để trẻ em đi cùng thì là nó phải có một hộ chiếu riêng, đây là quy định của hộ chiếu riêng, hoặc nếu hộ chiếu riêng đi cùng kèm vào đây thì nó phải người ta bán ảnh dán đây là sẽ đi cùng đây này, có trang đây nhá. Đúng giờ là mình ở đây không làm được. Không ở đây không làm được. Đấy, em phải quay về quản lý xuất cảnh nhá, để là làm giấy tờ cho cháu đó. Em mục đích của em sang làm gì? Em đi thăm người thân. Người thân ở đâu? Ở Quảng Tây. Quảng Tây, người thân cụ thể là ai? Nhưng hỏi người thân là như thế nào? Được, người quan hệ với em thế nào? Với anh chị em ruột hay là như thế nào? Đấy là người, anh ông chú thôi ạ. Hả? Con ông cô bà cô thôi ạ. Anh con cô bà cô á? Thì con đây có phải con em không? Phải. Con em không có chồng đâu, con... Hả? Con em là con riêng thôi. Riêng thôi gì? Thế kiểm tra giấy tờ thì đúng là đây, nếu mà xoay đây thì đúng là mẹ là Hoàng Thị Hiền đây rồi. Thì đây là đúng là con của em rồi, nhưng mà lúc em đi ấy thì chỉ mình em đi thôi. Em mà muốn con đi thì em là phải làm giấy tờ thủ tục xuất cảnh mà em liên hệ với Cục Quản lý Xuất cảnh Bộ Công an để làm giấy tờ này. Em nhé. Chạy xuống Lạng Sơn làm à? Xuống Lạng Sơn được, em qua Phòng Quản lý Xuất cảnh người ta sẽ hướng dẫn. Hộ buộc không? Cái trường hợp mà như thế này thì lý do tại sao lại không được xuất cảnh này? Lý do không được xuất cảnh là vì là theo quy định thì là tất cả công dân Việt Nam khi xuất cảnh đều phải có giấy tờ về quy định về giấy tờ xuất cảnh như hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Thế nhưng mà trường hợp rồi thì là hai mẹ con đi thì là mẹ có hộ chiếu nhưng mà con không có giấy tờ xuất cảnh kèm theo hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc là kèm theo mẹ. Đấy, con chỉ có giấy tờ giấy khai sinh. Do vậy là bản thân người con là không đủ điều kiện để xuất cảnh.
do vậy tôi đã giải thích để họ quay lại làm đủ giấy tờ cho con. Đấy, mà người mẹ thì có thể đi được, nhưng mà vì là mẹ và con đi cùng nhau, do vậy là tôi đã giải thích cho người mẹ để mẹ quay lại làm thủ tục cho con. Khi đầy đủ giấy tờ xuất cảnh thì chúng tôi lên đây cũng kiểm tra đầy đủ thì sẽ làm đấu được tên, đấu được tên cho xuất cảnh. Đấy, theo quy định là phải đầy đủ xuất cảnh được. Với cái thủ đoạn của tội phạm mua bán người, đó là hiện nay chúng các nhóm đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc cấu kết với nhau thành những cái nhóm hoạt động tương đối khép kín, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Chúng lợi dụng vào cái nhận thức, rồi trình độ dân trí thấp, rồi cái số phụ nữ gặp khó khăn, rồi phụ nữ nhẹ dạ cả tin, lười lao động, thích đua đòi ăn chơi, hoặc một số thì có nhu cầu tìm việc làm để lừa gạt sang đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm hoặc lấy chồng Trung Quốc. Đấy, thì đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện cái tình trạng lợi dụng cái hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ mang thai ngoài ý muốn để đưa sang Trung Quốc bán bào thai, bán trẻ em sơ sinh. Khó khăn lớn nhất trong công tác phòng chống tội phạm tại biên giới Lạng Sơn là do đường biên giới dài và có nhiều cửa khẩu phụ, cùng rất nhiều đường mòn, đường tắt. Lực lượng biên phòng trên biên giới để có thể tổ chức ngăn chặn tội phạm còn mỏng sẽ là điểm yếu để các đối tượng lợi dụng đưa người xuất cảnh trái phép. Chính vì vậy mà công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam, Trung Quốc trao đổi thông tin, tổ chức các đợt tuần tra song phương toàn tuyến biên giới tạo nên một hàng rào an ninh, góp phần phòng ngừa, bắt giữ và ngăn chặn hữu hiệu các loại tội phạm. Theo chân các anh bộ đội biên phòng, đồn biên phòng Chi Ma trong một chuyến đi vận động bà con khu vực biên giới với mô hình hợp sức toàn dân tấn công tội phạm. Đây cũng là công việc thường xuyên của bộ đội biên phòng. Đến từng nhà dân, từng thôn bản để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hướng dẫn cách xử lý nếu gặp người lạ mặt di chuyển trong khu vực biên giới, tố giác tội phạm tới lực lượng chức năng. Trong cái tháng vừa rồi các chị biết là có cái đối tượng cò mồi có ý định là đưa trẻ vượt biên sang bên Trung Quốc để bán cho bên phía các đối tượng ở bên phía Trung Quốc. Trước tiên thì có thể họ sẽ vào từng thôn, từng bản, từng nhà một, sau đó sẽ nắm được những cái đường đi, nắm được những cái hoạt động hoặc là những cái tâm lý của bà con của mình trong thôn bản. Từ đấy khi họ mà đã xây dựng được mình có cái lòng tin với họ thì họ mới có thể là dụ dỗ đưa cho mình, hứa cho mình cái tiền này, hoặc là hứa cho cái này cái kia sau khi mình giúp cho những cái đối tượng lạ ấy để thực hiện hành vi, là sẽ nhờ các chị em, nhờ bà con em ngay trong thôn bản ta để sang bên đấy vận chuyển, hứa là khi vận chuyển qua biên giới đưa đến địa điểm này địa điểm kia để giả cái số lượng tiền, cái số tiền cũng rất là cao. Từ đấy nếu mà ta vì lòng tham, bà con mình không hiểu biết được về cái pháp luật thì cũng vô tình chúng ta sẽ vi phạm pháp luật. Buôn bán người nó phức tạp. Bên ngày xưa giai đoạn trước thì người ta gọi là buôn bán phụ nữ và trẻ em. Bây giờ không ngoại trừ buôn cả đàn ông, cả người già. Bây giờ gọi chung là mua bán người. Còn trong mua bán người thì ta phân biệt người ta giỏi trên 16 tuổi và dưới 16 tuổi. Còn hôm nay các em cán bộ chiến sĩ của đồn thì xuống thì cũng có cái tờ rơi, có cái thời gian mình cũng đọc. Các chị các anh cũng sẽ là những người phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ của đồn là tiếp tục tuyên truyền cho con em, trước tiên là cho con em trong gia đình chúng ta, xong là từ các chị em trong thôn, trong bản, từ đấy để thôn bản chúng ta không có những trường hợp, không có người nào vi phạm pháp luật phải xử lý. Chúng tôi tiếp thu những cái nội dung và tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trong những thời gian tiếp theo là sẽ làm sao mà phối hợp tốt hơn nữa để phòng chống cái tệ nạn xã hội cũng như là tệ nạn mua bán người cũng như
buôn bán pháo nổ và ma túy làm sao mà có hiệu quả cao hơn. Với phương châm, mỗi người dân tại khu vực biên giới là một hàng rào vô hình, là chốt chặn và cung cấp thông tin chính xác, giúp ích trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Chị ngồi đây chị. Mời vào uống nước nhé. Vào uống nước này mà. Em mời chị uống đi, anh uống đi. Nhà mình diện tích thông được có nhiều. 7-8 trăm cây anh ạ. Chúng gì nhỉ? Phát đường, băng các thứ, tặng được, kem rừng đều được biên phòng hỗ trợ hết. Kết quả bây giờ quá tốt. Bài 7 xong đổi sang Việt Nam, dự án Việt Đức. Vâng. Rồi tóm lại là cái nhà này từ nhựa thông mà ra đấy nhỉ. Vâng. Gia đình. Vâng. Ừ. Mỗi thôn một tí. Nhưng cơ bản là trọng điểm là từ thông mà ra. Chủ yếu là thông. Ừ. Vâng, chủ yếu là thông. Mà cái khu nhà này chưa có sổ đâu. Vâng, dần dần sẽ cấp dần đi bà, lo gì. Bà đây bà phải giữ biên giới, ai đưa bà ấy được, người ta vận động ra không được, bà không phải lo cái việc đấy. Người nhà, người già được cơ. Mỗi người dân là một cột sốc, một cột mốc sống trên biên giới. Bà còn có những cái con chó của bà còn lên xem, bà còn lên, mình ngó lên xem có gì nhỉ. Thế có bà thấy có gì không? Có phải không? Biên phòng ở đây là có gì? Có biên phòng rồi gì? Đấy, cái giáo cái gác suốt đấy. Nếu mà không có biên phòng có gì bà phải gọi biên phòng. Bây giờ mình vẫn phải cảnh giác bởi vì bà là hàng xóm của mình ở đây là ngay giáp biên mà vẫn còn nhiều cái tội phạm như là pháo nổ này, mua bán người, mua bán trẻ em này, mua bán vận chuyển ma túy, cho nên là bà có thấy người lạ. Những người mà nghi là về mua bán trẻ em vận chuyển pháo thì bà cũng phải để ý, khi đấy xong bà phát hiện thì lại bảo chúng cháu. Mình ở giáp biên không cảnh giác không đấy, là nhỏ nhỏ này vào đấy đấy dụ dỗ là mua bán đi. Này bà này, bà thì bà có thể không biết người ta làm gì, nhưng bà chỉ cần bà thấy người ta có dấu hiệu nghi ngờ thì bà bảo anh em cháu, rồi cái việc sau đấy để anh em cháu xử lý. Thứ hai là ngoài ra là mình cũng phải tỉnh táo trong vấn đề này, thì mình người địa phương thì rất khi là đối tượng lạ, người ta không thuộc địa bàn đến, người ta lại nhờ vả người ta mua chuộc bằng đồng tiền, đôi khi là mình vô tình mình tiếp tay cho người ta nào không biết. Bà ơi, đây là cái tờ tuyên truyền phổ biến pháp luật ạ. Trong gia đình là chị em trong thôn bản. Chào bà nhỏ thôn nhá. Cứ mong sao bà sống hơn 100 tuổi nào. Chào bà chủ. Và chào chị nhé. Vâng. Giáo dục và hướng dẫn pháp luật có lẽ là cách phòng ngừa tốt nhất trong công tác phòng chống, đấu tranh với tình trạng mua bán người. Chính vì thế mà các chiến sĩ lực lượng biên phòng không quản ngày đêm tích cực tham gia vào hầu hết các hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ được tổ chức của các thôn bản trên địa bàn. Trong đêm hội trăng rằm tổ chức tại thôn Long Đầu, xã Yên Khoái, các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng có món quà động viên tinh thần bà con dân bản và qua đó lồng ghép các kiến thức để có thể tuyên truyền cho mọi người hiểu hơn về pháp luật, các thủ đoạn mà các đối tượng buôn người thường xuyên sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, những câu nói hết sức cụ thể, các tình huống mà đối tượng buôn người thường áp dụng, tạo hứng thú cho các em nhỏ trả lời câu hỏi để nhận được những phần quà. Và đây cũng là cách giúp các em có được kiến thức để tránh sự dụ dỗ của tội phạm. Người ta cho cháu đưa cho cháu kẹo, cho cháu quà thì các cháu có đi theo không? Đây là thú người. Ăn này là ăn là đúng à?
biệt là các đối tượng xấu và các thầy dụ dỗ các em, các cháu và các con, hứa sẽ cho kẹo, cho quà, cho quần áo đẹp để dụ dỗ đi chơi một nơi đặt xa. Sau đó có những lợi dụng cái vấn đề đấy có thể đưa chúng ta mua bán, bắt cóc, tống tiền bố mẹ hoặc là mua bán trẻ em sang bên ngoài. Bằng những nỗ lực và cố gắng của lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đã có nhiều chuyên án bị triệt phá, giải cứu thành công các nạn nhân, tăng cường công tác hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các đợt tuần tra chung với biên phòng Trung Quốc, tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đã tạo dựng một hàng rào biên giới với nhiều lớp nhằm ngăn ngừa các loại tội phạm. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực của lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn sẽ giải quyết được các vấn đề còn tồn tại, để không còn những vụ án thương tâm, để tiếng hát và tiếng cười luôn ở lại.